Sáng nay 13 tháng 6, tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 38 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cùng các đơn vị y tế. Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung nhấn mạnh, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Sau 15 năm thực hiện chỉ thị 38, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Báo cáo tại hội nghị khẳng định những kết quả nổi bật của Lào Cai đó là nhận thức của người dân, người lao động về vai trò tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế được nâng lên. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2020-2024 đạt 96,1%, tăng thêm 2,3% so với giai đoạn 2009-2014. Tương tự, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn 2020-2024 tăng gấp 1,97 lần. Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được quan tâm, đáp ứng ngày càng tốt hơn khả năng phục vụ, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại như công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt hiệu quả cao. Tình trạng nợ, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của một số doanh nghiệp vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Hội nghị cũng đã thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn. Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Dương Đức Huy đề nghị tiếp tục quán triệt, thực hiện các nội dung chỉ thị 38 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của tỉnh đối với công tác bảo hiểm y tế, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế, nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm người không được ngân sách nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc phát sinh trong triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế. Tại hội nghị, 6 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 38 được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 15 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.